Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, chúng ta đang thử máy Tiếng ton, tiếng ton, tiếng ton Tiếng chuông huyền thoại, à, tiếng chuông xe đạp huyền thoại đâu rồi ta à, Chúng ta đang à, đón những ngày Tết Mùa xuân đang đến, năm quý mão hả à? Và thiền an bên bờ vũ trụ giờ này Có lẽ là thiền an bên bờ vực thẳm thì nó chính xác rồi ngày xưa thì chỉ là một cái nói những cách nói chuyện ba lơn thôi nhưng mà bây giờ mà những người trong thiền nam mà bị tù tội đó mà cái số số năm tháng tù tội mà có thể lên tới là 23 năm rưỡi thì thực sự là trên trên bờ vực thẳm là nó không hề sai cái đấy là một cái sự mà sai một ly đi một dặm mà bây giờ thì còn sai nữa bây giờ thì thấy rằng là thiền nam thì dường như là nhận cái cô nấm quần youtuber là người trị tinh thần Thì một cái người thành viên của Thiền Nam Bên Bờ Vũ Trụ là Lê Thanh Minh Tú Được biết là con của ông Lê Tùng Vân Thì viết lời cảm ơn trên mạng xã hội là Xin cảm ơn người trị tinh thần Nấm 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 mẹ, mẹ nấm gì đấy Thì chính là Nguyễn Ngọc Như Quần nấm quần Thì chúng ta thấy là đây là một cái sự dại dột mà Thiền Nam đã đã mắc phải và bây giờ Lê Thanh Minh Tú cũng là một thành viên của Thiền Nam thì cũng mắc phải không biết nói gì hơn. chấm chấm chấm. Năm 4321 chúng ta đã thử máy xong. Xin chào những người đang nghe và những người sẽ nghe, những người thầm lặng và vô hình trong cõi mạng này. Câu chuyện về Thiền Nam thì như mọi người đã biết. Ông Lê Tùng Vân thì có lẽ là sẽ không có phải đi tù. Tuổi cao sức yếu, bệnh này bệnh kia, ngồi còn không vững nữa mà sao mà đi tù thì câu chuyện nhân đạo của chính quyền của luật pháp sẽ tha cho ông Lê Tùng Vân thôi. Có thể là sẽ cố đi tù để mà lấy một cái số đăng ký à, tù tội là như thế nào rồi cuối cùng là cũng cho về thôi. Ông Lê Tùng Vân ông già như thế thì cái chuyện mà không giam ông không có bắt ông đi tù là có thể hiểu được. Nhưng mà những người khác nữa của gia đình ông Lê Tùng Vân của Thiên Nam bên bờ vũ trụ thì họ vẫn phải trả giá. Tức là trong sáu người đi tù thì chỉ có, có ông Lê Tùng Vân là không có phải đi tù thôi. Còn thì Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh uh, Nhị Nguyên, Lê Thanh uh, Trùng Dương Rồi bà Cao Thị Cúc hả? Thì đang ở trong tù Người ta đang ở trong tù và cái sự ở trong tù của người ta thì như đã nói rồi Người ta đã giải khờ, người ta đã giải dột Liên kết với những người ở ngoài quốc Những người ở ngoài quốc thì có những người là tìm mọi cách để mà bôi xấu chính quyền Việt Nam là mất thể diện chính quyền quyền Việt Nam gây ra một cái sự đố kỵ hận thù mà công an Việt Nam thường hay nói là những thế lực phản động trong và ngoài nước đó thì chuyện đó là người ta đã nói bao nhiêu năm tháng rồi bây giờ cũng chẳng cần nhắc lại và rõ ràng cái thời gian vừa qua thì thấy là tiền nam bên bờ vũ trụ của gia đình ông Lê Tùng Vân á thì coi như là kết nối với những người ngoại quốc đó thậm chí còn ký giấy tờ ủy quyền cho người ta để người ta thay mặt mà đi bêu xấu Việt Nam ở những cái diễn đàn quốc tế, ủy ban bảo vệ trẻ em ở Liên hợp quốc, rồi những cái đại hội tôn giáo tự do gì tùm lum nó thì sao mà công an Việt Nam với chính quyền Việt Nam họ tha thứ cho được? thì cái chuyện mà từ cái điều mà 331 mà lắm cái án mà tổng cộng cả gia đình tới 23 23 năm rưỡi tù thì cho dù là người ta thấy quá nặng nhưng mà có lẽ cũng phải chịu thôi. Và cuối cùng thì cái sự dự đoán của chủ kênh thông tấn xã vỉa hè chia sẻ với chú tức là nhà tiên tri vũ trụ thì nó cũng đúng rõ ràng là cái tội mà 331 đó thì nó gắn cho cái tội là trục lợi tôn giáo và loạn luân và nói rằng là loạn luân thì ông lê tùng vân sẽ được chính quyền là coi như là, là châm chiếc nhân đạo bỏ qua vì ông lớn tuổi và chính vì cái câu chuyện bây giờ người ta không nói gì đến loạn luân và lừa đảo chiếm đoạt tài sản nữa thì cái mà tội 331 như thế là coi như gắn cho cái tội đó. Gắn cho tội đó thì sẽ không có đưa ra tòa cái tội loạn luân nhưng mà cái sự trừng phạt thì như đã nói là nó vẫn giáng xuống thôi. Chứ còn nếu mà nhìn kỹ cái vụ việc của Thiền Nam thì chúng ta thấy à, điều 331 vi phạm quyền tự do dân chủ nói những điều xúc phạm gì đấy thì có lẽ là nó cũng không phải là quá nghiêm trọng. Nếu như không kèm theo cái chuyện mà có luận luân, có trục lợi tôn giáo và cái nặng nhất á, là cái mà liên kết với cả những cái tổ chức ở ngoài nước á, mà đừng nói là phản động đó. Thì à, đến giờ phút này thì có thể là nói nói thẳng ra được rằng đó là à, tội luận luân của Thiền nam thì coi như là xong, thì, à, chính quyền thì coi như là sẽ không nhắc tới nữa. Và cái 331 thì cho dù nặng thì cũng phải chịu. Vừa rồi chúng ta thấy câu chuyện của những người trên mạng xã hội ấy mà người ta kiện cáo nhau đó Ra công an, ra viện kiểm sát, ra tòa gì đó Thì cái chuyện mà xúc phạm vô khống đó Thì cũng là một cái tội đó Nhưng mà để giải quyết nó thì cũng là phải qua những cái thủ tục Tố tụng, điều tra, kiện cáo, tố tố giác tội phạm gì tùm lum mà Chứ không phải dễ dàng rằng mà Thiền Nam vi phạm điều 331 Mà cuối cùng đó, những năm tháng tù đầy dẫn, dẫn cho cả nhà mà lên tới 23 năm rưỡi mà ào một cái là một đống án thấy không thì chúng ta thấy rõ ràng là cái sự nhạy cảm bên trong như thế là thiền nam phải gắn tội cho những cái tội khác và dính líu tới phản động như uh, nhiều người ở trong nước họ nói thì cái sự dài dột đó là coi như đã xảy ra rồi cái chị Tanya Nguyễn Đỗ ở Florida là coi như là tìm mọi cách để đưa giấy tờ cho Thiền Nam để mà ký một cái sự ủy quyền để mà đi bêu xấu Việt Nam với nước ngoài thì bây giờ một cái thành viên khác của Thiền Nam là Lê Thanh Minh Tú lên mạng xã hội lại tiếp tục là xin cảm ơn, xin cảm ơn à, chấm hai chấm xong rồi cảm ơn các luật sư bảo vệ cho Thiền Nam, cảm ơn uh, ông Trần Đình Trần Đình Thu hả, cảm ơn uh, luật sư Trần Văn Sĩ rồi luật sư Nguyễn Hồng Sơn rồi bao nhiêu người mạnh thường quân rồi đặc biệt trong đó thì như đã nói người chị tinh thần mẹ nấm nấm mẹ thì thôi chết rồi cái đấy là cái chết rồi chúng ta thấy là những giây phút dại dột của thiền nam làm cho họ tù tội mà bây giờ đã vô tù rồi á mà người bên ngoài lê thanh minh tú thì cũng là một thành viên của thiền nam mà lại dại dột lại tiếp tục dẫn líu đến nóng quần nữa mà thậm chí còn viết lời cảm ơn còn nhận nhau là người chị tinh thần nữa thì thôi chết thì nhiều khán giả thì họ ở ức cái chuyện đó họ không chịu họ nói lê thanh minh tú viết như thế là sai viết như thế là làm cho thiền nam bị nặng tội làm cho công an Việt Nam cho chính quyền tòa án viện kiểm sát là chú ý nói rằng là Thiền Nam thì dính líu tới phản động sao mà lại đi cảm ơn một cái người mà công an Việt Nam nói là phản động nóng quần nữa mà nói lời cảm ơn mà lại nhận nhận là người gì tinh thần bây giờ những người trong Thiền Nam thì ở trong tù thì hẳn nhiên họ không làm gì được nhưng mà những người như Lê Thanh Hoàn Nguyên Lê Thanh Nhất Nguyên mấy người thanh niên trong đó có vẻ giống như là Lê Thân Minh Tú ở ngoài đời mà cảm ơn như thế thì cảm ơn dùm cho mấy người thanh niên ở trong tù và Lê Thân Minh Tú nói gì thì nói thì cũng vẫn là con của ông Lê Tùng Vân bây giờ là một cái người giống như là quán xuyến đại diện cho gia đình ông Lê Tùng Vân những người kia ở trong tù thì không làm gì được còn Lê Thân Vân Tú ở bên ngoài thì liên hệ với cả là các luật sư lên trên mạng xã hội làm những chương trình này làm chương trình kia thậm chí trước đây á là còn liên liên hệ với cả những cái đài ngoại quốc như là đài châu Á tự do này kia đó để mà nói xấu chính quyền Việt Nam nữa đồng thái mới nhất thì thấy lê thanh minh tú là đã xóa xóa cái cái phần ở trong tác cộng đồng mà nói là người chị tinh thần à, nấm mẹ thì bây giờ xóa chữ nấm mẹ đi chỉ để là người chị tinh thần thôi thì kiểu giống như ai muốn hiểu gì thì hiểu đó nếu mà xóa chữ à, người chị tinh thần đi thì có thể là sợ cái cô nấm quần nó cô buồn cho nên phải để lại mà để lại thì không dám để đầy đủ là có chữ nấm mẹ mà phải xóa hai chữ nấm mẹ đi rồi người ta lại nói là không thấy cảm ơn uh, luật sư uh, Thanh Trần hả? Thì nhiều người coi như là sao bị sót á. Người ta cũng uh, mỉa mai người ta díu cợt nhau trên mạng tùm lum nhưng mà chốt lại thì vẫn thấy rằng là đến giờ phút này mà một thành viên của Thiền Nam á là Lê Thanh Minh Tú mà còn sai lầm mà còn dại khờ như thế thì chúng ta thấy cái thời mà nước sôi lửa bỏng đó thì những người Thiền Nam mà nhờ những người ngoại quốc á để mà làm giấy tờ kiến nghị thế này kiến nghị thế giới kia ra thế giới mà bôi xấu Việt Nam á thì coi như là càng làm thì càng chết thôi càng sai thì càng chết và công an Việt Nam chính quyền Việt Nam thì họ đã thẳng tay thẳng tay để có một cái sự răn đe để có một sự là làm gương cho nhiều người là Thiền Nam á là coi như là giả sư giả mồ côi trục lợi tôn giáo rồi có cả câu chuyện là nghi ngờ loạn luân trong đó nữa mà lại muốn gây tiếng vang rồi muốn la làng la xóm muốn khiếu nại chỗ này chỗ kia rồi kết nối với cả những người ngoại quốc để mà làm reo làm rộn đó, thì chính quyền họ phang thẳng tay thôi à, chuyện buồn ngày tết của thiền nam là như thế à, những năm tháng tù đầy thì vẫn còn dài và bên ngoài thì một người của gia đình đó, đại diện cho gia đình thì lại cuối cùng là làm những cái câu chuyện trên mạng xã hội là nó không có phù hợp là đem đến tai họa thêm cho thiền nam bên bờ vũ trụ thực sự lê thanh văn tú bây giờ là một cái người hoạt động hoạt động bên ngoài là năng nổ nhất chứ còn những người mà nói là những cái cô gái trong đó đó thì bây giờ những người chủ chốt của thiền nam đi tù rồi thì họ bây giờ ở chỗ thiền nam đó thì họ sống cái đời sống của họ thôi sống trong một cái sự yên lặng sống trong một cái sự buồn bã bây giờ thì không có còn ca nhạc như ngày xưa nữa mới có đây hai năm như mấy là còn có ca nhạc chào xuân ông lê tùng vân còn lên nói ca mạc nhạc mừng xuân gửi tới toàn thế giới xin cảm ơn chấm 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 như sau mà hai năm trôi qua thì chúng ta thấy là nước chảy qua cầu cuộc sống thay đổi bây giờ là đã ở trong nhà tù rồi thấy không? tù tội đã ập đến rồi và những cái cảnh của thiền nam ngày xưa mà những chú bé mà được quay lên mạng xã hội mà cười nói ea à, rồi vui vẻ rồi ca hát thì nó đã là quá khứ cuộc sống thì cái sự hiểu cái sự nhận thức á, là nó rất là quan trọng biết đúng là đúng biết sai là sai biết sai thì không làm còn nếu mà biết sai mà vẫn làm thì đúng là sai một ly đi một dặm đó là chuyện tù tội nó ập xuống mà nó ập xuống tai họa cho cả gia đình luôn. Những tiếng cười, tiếng hát bây giờ có đâu còn như ngày xưa nữa. Ngày xưa Thiền Nam là có tiếng cười, tiếng hát. Nhiều người coi phim về Thiền Nam thì thấy nhiều cái nó cũng vui. Mà hai năm trôi qua thì nó không không còn được như thế nữa. Bây giờ người ta sống một cái cuộc sống dường như là an phận. À, những người lớn thì chăm sóc những em nhỏ những em nhỏ thì cũng cứ lớn lên ngày qua ngày đó nhưng mà thực sự là những cái gì đang xảy ra với Thiền An nó thì đó là một cái thầm có thể nói là bi kịch một cái bi kịch và những ngày sắp tới thì à, câu chuyện của Thiền Nam là có lẽ là cũng vẫn thế thôi cũng phải vẫn là thi hàn án cho đủ trừ ông Lê Tùng Vân ra thì những người khác thì cũng phải thi hàn án rồi nếu mà ngày tháng trôi qua nếu mà xin được cái chuyện mà ân xá đó thì mới được giảm án và có lẽ là cái gia đình ông Lê Tùng Vân thì chịu cái án tổng cộng là 6 người 23 năm dưới tù là chắc là cũng là đủ rồi. Câu chuyện mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản và câu chuyện lặn luân thì à, có lẽ là sẽ không được nhắc tới nữa. Cái này nó cũng đúng giống như dự đoán lâu nay của kênh nó thông tấn xã về hệ chia sẻ với chú. À, chính quyền người ta là nhắc lên hạ xuống và người ta à, xử sự thi hành mọi chuyện đúng một cái sự hợp lý à, không dư không thiếu có lẽ là cũng hơi dư đó ở cái chuyện là án đối với cả gia đình ông lê tùng vân thì nặng quá nhưng mà cuộc sống thì phải chịu thôi nhiều lúc làm sai thì cái hậu quả nó tới thì phải chịu còn lê Thanh minh tú thì với những gì xảy ra như thế thì cũng rút ra được một cái kinh nghiệm đừng có bầm sơm với cả những người mà công an việt nam nói là phản động nữa nếu mà còn dấn líu tới những người như nấm quần đó, thì thiền nam có khi còn chịu tai họa nữa Cảm ơn mọi người đã nghe chúng tôi chia sẻ một cái sự buồn đối với cả gia đình ông Lê Tùng Vân Thiền Nam bên bờ vũ trụ. Cuộc sống thì có chơi có chịu thôi, cho dù là bi kịch thì cũng vẫn phải chịu đựng bởi vì nếu mà muốn cái chuyện đó không xảy ra thì trước đây thì không nên làm những cái chuyện sai trái, còn đã làm thì phải chấp nhận hậu quả thôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.